nếu tôi không được nhìn thấy dấu đinh nơi bàn tay người, nếu tôi không để bàn tay ở cạnh sườn người, thì tôi bận không tin. Nếu tôi không được nhìn thấy dấu đinh nơi bàn chân người, ngón tay tôi chẳng thấu qua chính thân thể người, thì tôi vẫn ông tư. Nếu tôi không được nhìn thấy dấu đinh